Glucose có công thức phân tử là C6H12O6. Glucose có công thức cấu tạo ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng. Cấu tạo dạng mạch hở của glucose như sau: CH2OH, CHOH, 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 CHOH và cuối cùng là nhóm CHO. Như vậy trong công thức mạch hở của glucose có 5 nhóm OH kề nhau và một nhóm chất anhít CHO. Vì vậy glucose có tính chất của một anhít. Nếu oxy hóa glucose bằng COOH 2 lần trong môi trường kiềm thì phản ứng sẽ tạo thành cái tủa màu đỏ gạch. Phản ứng này là có đun nóng sẽ tạo thành natri gluconate, cái tủa màu đỏ gạch CO2O và nước. Thông thường để có COOH 2 lần trong môi trường kiềm, người ta thường lấy dung dịch COS4, sau đó nhỏ thêm dung dịch NaOH dư. Như vậy là ta lấy COS4 cho vào ống nghiệm, sau đó cho tiếp dung dịch NaOH dư vào ống nghiệm, rồi cho dung dịch glucose vào. Thì ta thấy dung dịch sẽ chuyển sang màu xanh. Tiếp tục đun nóng ống nghiệm dưới ngọn lửa đèn cồn thì sẽ thấy từ từ tạo thành cái tủa đỏ son CO2O.